Cuồng Vương La Hầu, người có chiến lực mạnh nhất Atula. Chúng ta đã được chứng kiến sức mạnh của La Hầu thông qua việc đánh cho Đế Tích Thiên phải vứt lại thanh kiếm để bỏ chạy, bón hành vào mặt Tôn Ngộ Không và chém vỡ bất diệt kim thân của Như Lai. Vậy thì sức mạnh của La Hầu đến từ đâu? Các bạn hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu quá khứ cùng sức mạnh của La Hầu nhé! Atula và Thiên Thần đã có cuộc chiến tranh kéo dài ngàn vạn năm chưa từng dừng lại. Thiên Thần rất mạnh, nhưng Atula lại hiếu chiến và quật cường. La Hầu từng có tên là Hữu Ngư, hắn sinh ra trong một ngôi làng nhỏ, có một người bạn thân tên là Thời Vũ và một người tỷ tỷ vô cùng quan tâm. Nghĩa phụ lại là tù trưởng của một bộ tộc, sở hữu sức chiến đấu rất mạnh. Ngược lại, La Hầu lại có dáng vẻ gầy gò yếu ớt, cầm tay trói gà không chặt nên liên tục bị các thanh niên đồng lứa khinh thường cười nhạo. Điều này càng làm cho hắn thêm tự ti. Atula trước giờ không chấp nhận kẻ yếu, người xương cốt mềm như hắn dù có luyện tập như thế nào thì đợi đến lễ trưởng thành cũng khó mà sống sót nổi. Đi vào rừng tìm linh thảo, La Hầu bất ngờ bị một vài thanh niên phục kích đánh đập. Bọn chúng không ngần ngại tặng cho La Hầu một trận hành ngập mồm, còn sỉ nhục vị tỷ tỷ của mình. Tức giận vì điều này, La Hầu đột nhiên bạo phát ra sức mạnh đấm một cú cực kỳ mạnh tặng cho tên cầm đầu bay ra xa. Vì sức mạnh được kích phát trong vô thức nên sau khi dùng xong một chiêu liền biến mất. Kết quả sau đó là bị đám thanh niên dã cho một trận no đòn. May mà Thời Vũ đã kịp thời chạy đến giải vây. Ngồi trò chuyện đến buổi chiều, hắn bất ngờ cảm nhận được sát khí. Biết có người đã đến bộ lạc của mình nên vội vã chạy về. Sau khi về đến thì trời đã tối, ngôi làng giờ đây đã biến thành biển lửa. Người trong làng đều bị giết chết. Vị tỷ tỷ của hắn cũng bị đánh trọng thương nằm bất động dưới đất. Sau khi tỉnh lại, nàng ta liền yêu cầu hắn và Thời Vũ mau rời đi. Kẻ thù ác làm chuyện này là một tên Atula vô cùng khát máu. Tên này không hỏi nguyên do, cứ gặp người là giết. Tù trưởng một mình chiến đấu với gã ta. Trên người vị tù trưởng này đã có vô số thương tích. Ông thi triển sang một kích toàn lực. Chỉ tiếc rằng chiều này lại quá yếu so với đối thủ. Tên kia chỉ cần một đòn đã hạ gục được tù trưởng. Thầy Vũ lao lên định báo thù cho phụ thân nhưng còn chưa kịp làm chuyện gì thì đã bị kẻ địch tặng cho một cú đấm đứt lìa một cánh tay. Vị tỷ tỷ lao ra ngăn cản để câu giờ cho La Hầu bỏ chạy. Nàng ta cũng nhanh chóng bị một chiều giết chết. Toàn bộ người thân đều đã ngã xuống, La Hầu phẫn nộ cùng cực. Cơ thể lại vô thức bỏ phát ra sát khí định làm thịt tiền tráng hán Atula kia. Tiếc rằng ý định này đã không thành công, đã về còn bị gã ta đưa về hang ổ. Thấy hắn định chạy trốn, tên này liền tức giận đập nát đầu hắn. Tưởng là hắn đã xuống đất mẹ rồi, ai ngờ sau khi mở mắt thì lại thấy mình xuất hiện ở một nơi khác. Bên cạnh là một người đàn ông tên là Tịnh Y. Ông ta tự nhận là đến để giúp đỡ hắn. Người bắt cóc hắn đến đây tên là Liêu Kỵ. Trước giờ Liêu Kỵ vẫn luôn thích làm theo ý mình. Cả hai người họ đều bị thiên giới trục xuất. Sự kiện này đã xảy ra rất lâu về trước rồi, cho nên họ chính là tiên tổ của Atula. Sự tồn tại của họ chỉ còn là trong truyền thuyết. Liêu Kỵ chạy ra ngoài đổ sát là để tìm người khiêu chiến. Không ngờ rằng La Hầu đã bị gã ta nhìn trúng. Hắn muốn rời khỏi nơi này thì chỉ còn cách là chiến thắng Liêu Kỵ. Điều này đối với hắn là chuyện quá hoang đường rồi. Nhưng Tịnh Y lại cảm thấy năng lực của La Hầu rất có triển vọng. Dáng vẻ yếu ớt bên ngoài chỉ là giả tưởng mà thôi. Lúc mà hắn phẫn nộ sẽ giải phóng ra tiềm năng của chính mình. Từ đó tiến vào cảnh giới vô ngã. Đó là cảnh giới chiến đấu tối cao của Atula. Trước tiên hắn cần mở ra được đấu thần ngũ cảm. Bắt đầu từ trái tim, tim càng mạnh, năm giác quan sẽ càng nhạy bén, ánh mắt có thể giúp hắn lập tức nhìn ra được thực lực của đối thủ. Mũi có thể giúp hắn cảm ứng nhạy bén với khí tức và phương vị của đối thủ. Tai thì tiếp thu tất cả những thanh âm xung quanh, xúc giác sẽ giúp hắn nắm rõ đối thủ. Cho đến khi năm loại giác quan đạt đến đỉnh phong thì sẽ hình thành đấu hồn chi đạo đặc biệt, khi đó hắn sẽ có thể đánh bại được Liêu Kỵ. Nhân lúc Liêu Kỵ đang ngồi tĩnh tọa, La Hầu cầm dao đến định đánh lén phía sau lưng, kết quả là không những không thành mà còn bị giết chết ngược lại. Tuy nhiên, La Hầu lại không hề mất mạng, chỉ cần chết trong chiến đấu thì sẽ được hồi sinh. Chỉ là mỗi lần sống lại thì cơ thể sẽ xuất hiện một vết sẹo làm ấn ký, đau đớn cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Nếu như cơ thể không chịu đựng được nữa thì thực sự sẽ mất mạng. Hắn không muốn chết, cho nên đã liên tục ra bên ngoài khiêu chiến với Liêu Kỵ, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không thể chiến thắng nổi. Cơ thể có thêm rất nhiều vết sẹo. Trải qua mỗi lần như vậy, hắn lại có thêm kinh nghiệm chiến đấu. Năm giác quan tiến bộ nhanh chóng và trở nên cực kỳ nhạy bén, tốc độ cũng gia tăng rất nhiều. Thời gian thấm thoát trôi qua được một năm, cho đến lần cuối cùng, cơ thể hắn đã đến giới hạn chịu đựng. Chỉ cần lần này thất bại thì sẽ thực sự mất mạng. Sau khi bị đập một trận, năm giác quan của hắn đã đạt tới trình độ cao nhất. Cảm giác như xung quanh đều dừng lại. Liêu Kỵ bị nguồn sức mạnh này làm ảnh hưởng.
đây là đấu hồn chi đạo đặc thù của hắn, cũng là lĩnh ngộ cuối cùng của Atula. Nhờ vậy mà gã ta đã bị đánh trọng thương, điều này làm cho gã cực kỳ vui mừng. Đến đây, Lưu Kỵ và Tịnh Y liền biến mất một cách bất ngờ, chỉ để lại cho hắn một phần thưởng cho chiến thắng là hai thanh đao. Hắn cầm hai thanh đao bước ra ngoài. Việc đầu tiên là trở về thôn xem tình hình. Sau khi về đến thì thấy người huynh đệ thời Vũ đang bị ức hiếp, La Hầu không ngần ngại đập cho đám thanh niên thích ức hiếp một trận. Chỉ cần vài đòn đã hạ đau ván bọn họ khiến cả đám ngậm ngùi rút lui. Hai người ngồi cạnh đống lửa tâm sự, bây giờ hắn chỉ còn mỗi một mình thời Vũ là bạn nữa mà thôi. Nhưng mà tình bạn này lại nhanh chóng bị chấm dứt, nguyên nhân là thời Vũ đã nhụt chí, muốn từ bỏ lễ trưởng thành, kết quả là bị đem ra hành hình. Nhìn người bạn thân bị treo lên cao, La Hầu vô cùng đau lòng. Những người khác cũng đồng cảm với hành động của thời Vũ. Cậu ta đã bị mất đi một tay và một chân, trở thành người tàn tật, sao có thể sống qua lễ trưởng thành được. Dù có đến sân thí luyện thì cũng sẽ bị giết chết mà thôi. Trải qua lần mất mát này, hắn quyết định sẽ phát tiết sự phẫn nộ ra ngoài. Hắn đứng dậy, cầm theo hai thanh đao rồi đi tới sân thí luyện. Hắn muốn để cho tất cả mọi người biết sự phẫn nộ của mình. Vừa đến sân thì đã bị vô số thanh niên đồng lứa mỉa mai, sỉ nhục. La Hầu vẫn đứng yên không thèm đáp trả lại. Mặc kệ cho bọn chúng đắc ý trước đã. Người chủ trì là một lão già, lão ta cũng có chút thực lực, đã có thể mở ra được đấu thần chỉ nhãn, có thể dùng ánh mắt để nhìn thấu thực lực đấu hồn của Atula. Nhưng sau khi nhìn vào La Hầu thì lại không nhìn thấy bất cứ thông tin gì. Từ điều này liền có thể thấy được thực lực của hắn đã vượt qua cả lão già chủ trì, khiến cho lão cực kỳ đề phòng. Chưa kịp để cho lão phát biểu xong thì La Hầu đã bạo phát sức mạnh. Hành động cắt ngang này làm cho nhiều tên thanh niên dưới sân bức xúc. Hắn không nói một lời nào, liền trực tiếp rút đao chém ra nhiều luồng kình lực khủng khiếp. Sau đó, dùng tốc độ nhanh như chớp lao lên, chém ra vài trăm nhát đao. Toàn bộ quá trình này xảy ra chỉ trong chớp mắt. Tất cả thí sinh tham gia lễ trưởng thành chưa kịp phản ứng thì đã bị chém lìa đầu. Đây đúng nghĩa là một trận đổ sát. Toàn trường đều há mồm ngơ ngác, người có thực lực cao một chút liền cảm nhận được sự đáng sợ của đao khí. Ngay cả những đấu sĩ đang quan chiến cũng không thể nhìn ra được hắn đã chém ra bao nhiêu đao, không khí xung quanh bị đọng lại trong nháy mắt. Đấu sĩ cấp bậc thấp thậm chí không kịp nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Lão già chủ trì lên tiếng trách tội hắn, hành động của hắn là đang hiên ngang khiêu khích và gây rối. La Hầu thản nhiên đáp lời, đào thải kẻ yếu, giữ lại cường giả không phải là quy tắc của thí luyện hay sao? Nói rồi hắn lớn tiếng tuyên bố nếu có ai cảm thấy hắn có tội thì cứ xuống sân khiêu chiến, thắng rồi mới có tư cách định tội. Hành động ngông cuồng này làm cho nhiều người bất mãn. Một tên đấu sĩ nhất đẳng nhảy xuống sân, trên miệng to mồm là như vậy, nhưng đối mặt với La Hầu thì cũng chỉ có thể chống được một chiêu thì đã bị chém rụng. Thực lực này làm cho đám người đang quan chiến lại khiếp sợ lần nữa. Tuy nhiên, vẫn có người không phục. Rất nhiều đấu sĩ đã xuống sân thi đấu, ròng rã vài ngày vài đêm. La Hầu đều ở dưới sân nhận khiêu chiến, những kẻ dám xuống sân đều bị chém. Tiểu tử này đúng là quái vật mà. Cảm thấy ở đây không có ai ngăn cản nổi nữa, bọn chúng lập tức đi thông báo cho vương đến xử lý. Người đến là Khổ Vương, chủ nhân của phế đô tàn tích. Vừa nhìn thấy hai thanh đao trên tay La Hầu, Khổ Vương liền bất ngờ, hóa ra tên này cũng biết đến lai lịch của nó. La Hầu cũng ngạc nhiên vì điều này. Năm xưa Khổ Vương cũng bị bắt đi vì không chịu nổi thí luyện nên đã đánh lén Tịnh Y rồi bỏ chạy ra ngoài. Bây giờ nhìn thấy La Hầu có thể thông qua khảo nghiệm tàn khốc đó, gã cũng có chút đồng cảm với người thanh niên này. Hai người đều có điểm chung và có quá khứ bất hạnh. Thế là Khổ Vương đã đưa ra phán quyết La Hầu vô tội. Tuy nhiên gã lại rất hiếu kỳ, người có thể thông qua bài khổ luyện ghê gớm của tổ tiên Atula sẽ như thế nào. Vừa dứt lời, liền tung một chưởng đánh La Hầu ra ngoài. La Hầu muốn giết chết Khổ Vương để báo thù cho thời Vũ. Hắn bạo phát sức mạnh rồi cầm đao lao lên. Khổ Vương chỉ cần đứng yên phóng ra vô số luồng kinh lực đẩy lùi hắn, sau đó lao lên túm đầu hắn ta đá xuống đất. Tưởng là chiều này đã hạ đo phán được La Hầu, ai ngờ hắn đã vòng qua phía sau rồi vung một chưởng đánh trọng thương Khổ Vương. Đến đây thì Khổ Vương cũng chiến đấu nghiêm túc. La Hầu đã dùng hết sức mạnh nhưng vẫn không thể nào tiếp cận hay đả thương được đối thủ. Điều này cũng dễ hiểu, hắn chỉ là ngôi sao mới lộ tài năng. Còn gã là kẻ đã chinh chiến khắp nơi, kinh nghiệm tích lũy đầy mình, La Hầu hiện tại không phải đối thủ. Khổ Vương chủ động dừng lại trận chiến, ban nãy chỉ là đánh giao hữu một chút để xem sức chiến đấu của hắn như thế nào mà thôi. La Hầu lại không muốn dừng lại, hắn còn muốn báo thù cho huynh đệ. Khổ Vương lại phản bác, gã không hề giết chết huynh đệ của hắn, đấy là thời Vũ tự lựa chọn, quy tắc của Atula là như vậy. Nếu như hắn đứng cùng độ cao như mình thì sẽ biết phải làm như thế nào. Lời này làm cho tất cả người xung quanh bất ngờ, hàm ý trong câu nói là tán đồng để cho La Hầu xưng vương.
Nhưng mà danh xưng này là phải chiến đấu mà có, chiến tích chính là tất cả. Hắn cần phải đi chào hỏi hai vị vương còn lại, dùng thực lực của mình đạt được sự công nhận của bọn họ. La Hầu bị lời này làm cho lung lay, hắn không thích cái quy tắc của Atula, nếu đã không thể thay đổi, vậy thì hắn sẽ tự đặt ra cái mới. Hắn lên đường đến Khổ Châu tìm gặp Trảm Vương, Trảm Vương cũng biết được sự quật khởi của La Hầu, nếu như theo vận mệnh thì bọn họ chắc chắn sẽ gặp nhau. Đi đến Khổ Châu hỏi thăm nơi ở của Trảm Vương, hắn đến để khiêu chiến. Hai tên đấu sĩ nhanh chóng ra chặn đường, muốn tìm Vương thì trước tiên phải bước qua được bọn họ đã. La Hầu chỉ cần vài chiều đã hạ đao ván được đối thủ, nhưng mà bọn họ cũng không biết tung tích Trảm Vương đang ở nơi nào cả. Hai cha con quản sự ở phế đồ cũng bám theo hắn đến đây, bọn họ rất hứng thú với La Hầu và tin rằng hắn sẽ trở thành vị vương thứ 4, người lãnh đạo của bọn họ. Cô gái tiết lộ cho hắn biết vị trí của Trảm Vương là ở cấm địa Huyền Nhai, chỗ đó rất thần bí và nguy hiểm. Đúng như những gì đã cảnh báo, La Hầu vừa đi tới cấm địa Huyền Nhai thì đã gặp phải vô số cạm bẫy. Đầu tiên là bị một sợi xích khóa chân rồi kéo lê đi như cục đá. La Hầu vội dùng đao chặt đứt xích để thoát ra. Ngay sau đó lại có vô số cái gai sắc nhọn từ mặt đất nhô lên. Sau khi giải quyết được những cái gai sắc nhọn này thì cơ thể cũng đã bị trọng thương. Dù là vậy thì hắn cũng không muốn từ bỏ, ai cũng không cản nổi mình. Trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ này thì cơ quan lại khởi động. Một tảng đá khổng lồ lăn xuống dưới, thế là hắn lại phải co chân bỏ chạy. Cơ thể đánh bay vào tảng đá. Sau khi thoát được cục đá khổng lồ thì lại rơi vào một cái bẫy khác là một cái giếng cạn. Bên dưới được bố trí vô số gai nhọn, La Hầu suýt chút nữa bị biến thành con nhím. Rất may là hắn đã kịp thời dùng dao cắm vào vách đá giữ cho mình không rơi xuống, sau đó chậm rãi bò lên trên. Sau khi đã vượt qua được rất nhiều cạm bẫy thì cơ thể cũng đã bị thương nặng. Chào đón là một cô gái tên là Tân Nguyệt, thê tử của Trảm Vương. Cô gái này vốn đã là người chết, chỉ là Trảm Vương đã cưỡng ép mang theo cô từ âm giới đi ra ngoài. Nhưng trước khi kịp thoát thân thì cánh cổng đã đóng lại, cơ thể bị mắc kẹt giữa nhân gian và âm giới. Một nửa cơ thể của cô đang ở bên ngoài, nửa thân dưới bị mắc kẹt lại. Tân Nguyệt có khả năng nhìn tiên đoán, vận mệnh tương lai thâm ảo khó dò, ngay cả thần cũng không thể nhìn thấu. Cô chỉ là nhìn trộm được một chút dấu vết trong đó, cùng một chút ám chỉ, cho nên biết được La Hầu chính là mấu chốt quan trọng để Atula quật khởi trở lại thiên giới. Đang bận trò chuyện cùng với Tân Nguyệt thì Trảm Vương chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau. Gã túm đầu La Hầu úp mặt xuống đất, sau đó dùng dao định móc mắt hắn. La Hầu nhanh trí thoát ra rồi phản công. Hai bên chiến đấu vài chiều, thế công của hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng Trảm Vương lại quá linh hoạt, dễ dàng ngăn cản toàn bộ công kích. Thậm chí chỉ cần dùng một con dao đã đâm trọng thương được hắn. La Hầu vẫn không bỏ cuộc, kết quả cho sự cố chấp này là bị ăn thêm rất nhiều cú đấm. Trảm Vương tự tin cho rằng đây chính là khoảng cách giữa hắn và mình. Dù hắn có đứng dậy bao nhiêu lần thì cũng sẽ nhận được kết cục tương tự. La Hầu muốn quyết chiến đến cùng, nhưng đối thủ lần này lại quá mức kỳ dị. Gã từng hấp thu một quặng sắt hiếm, nên chỉ với một cái ý niệm, cánh tay liền có thể tùy ý biến ra đủ loại vũ khí. Có thể nói rằng năng lực của Trảm Vương biến hóa quá ảo diệu. Công và thủ đều có thừa, La Hầu hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận lại gần. Dù liên tục bị ăn đòn thì hắn vẫn không muốn dừng lại. Hắn bạo phát đấu hồn, sức mạnh cuồn cuộn tuôn ra ngoài. Thời gian xung quanh bị làm chậm lại 100 lần. Hành động của Trảm Vương giống như bị đứng yên, nhờ vậy mà gã ta bị chém một đao vào ngực. Dù đang bị áp chế thì Trảm Vương vẫn có thể phóng ra một kích đánh bay La Hầu ra xa. Hai người đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu thì Tân Nguyệt đã yêu cầu dừng tay. Cô tiết lộ chuyện hắn đã được tổ tiên Atula chỉ dạy, điều này làm cho Trảm Vương bất ngờ. Gã thừa nhận thực lực của hắn, đồng thời còn dùng nửa khúc sắt hiếm để cường hóa song đao cho hắn. Gã nhắc nhở La Hầu hãy cẩn thận vì vương còn lại, cô ta là một nhân vật hùng ác thần bí. Hắn đi tới Bại Đô để tìm Uyên Vương, nơi này giống như là vùng cực Bắc, không khí vô cùng lạnh lẽo. Băng tuyết quanh năm, Uyên Vương sống trong một tòa cung điện băng. Các Atula đều không dám tiến lại gần cung điện, ngoài sân lại có vô số thiên binh bị đóng băng. La Hầu được một cô gái dẫn vào gặp Uyên Vương. Cô ta cũng biết hắn sớm muộn sẽ tìm tới nên đã chuẩn bị thức ăn đãi khách. Thịt trên bàn chính là thịt của thiên thần, thậm chí còn dùng máu thiên thần để làm đồ uống. La Hầu cũng giật mình vì điều này. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn nữa là Uyên Vương cũng là người cùng thế hệ với Liêu Kỵ. Năm xưa cô và bọn họ cùng ngồi phi thuyền tiến vào thế gian. Cô cho biết Atula vốn là đấu thần của thiên cung, bẩm sinh hiếu chiến. Bởi vì cá tính không chịu trói buộc nên thiên thần coi bọn họ là dị loại, mượn cớ bắt giam lại. Bất mãn tích lũy lâu dài đã xảy ra chiến tranh giữa Atula và thiên thần. Nhưng do quân số hai bên chênh lệch quá xa,
Atula trọng thương thảm trọng, cuối cùng chỉ còn lại 99 người là may mắn sống sót. Dưới sự dẫn đầu của Lưu Kỵ và Tịnh Y, 99 người đã lên thuyền đi tới thế gian để sinh sống phát triển. Uyên Vương là một trong số những tổ tiên của Atula. Cô ta tiến lại gần và muốn la hầu dùng bữa nhưng hắn lại lưỡng lự. Sau khi tỉnh táo lại thì hắn mới ngỡ ngàng, những gì xảy ra ban nãy lại là ảo giác do Uyên Vương tạo ra. Cô ta vẫn ngồi yên một chỗ chưa từng đứng dậy. La hầu không dùng bữa vì hắn từ trước tới giờ vẫn chưa từng thấy thiên thần. Uyên Vương dẫn hắn ra ngoài nhìn các thi thể của thiên binh. Bọn họ bị đóng băng chứ không chết, đây chính là sự tra tấn tàn bạo. Các thiên binh được thả xích ra ngoài, La Hầu vung kiếm chém rụng mấy tên thiên binh rồi lao về phía Uyên Vương. Cô ta dễ dàng điều khiển băng cầm chân hắn lại. La Hầu chưa kịp biểu diễn sức mạnh thì cơ thể đã bị đông cứng thành cục thịt đông lạnh. Không muốn mình thành tượng băng trưng bày, nội tâm hắn trỗi dậy, phá tan lớp băng thoát ra ngoài rồi cầm đao chém liên tục về phía Uyên Vương. Hành động này làm cho cô phẫn nộ, cô tạo ra vô số xúc tu màu đen quỷ dị tấn công. Các xúc tu này biến hóa khôn lường, còn có thể hợp lại thành một cái xúc tu khổng lồ, quật cho La Hầu chật vật. Hắn leo lên xúc tu, dùng hết sức mình đâm một đao vào ngực Uyên Vương. Đến đây La Hầu đột nhiên tỉnh lại, hắn cực kỳ kinh ngạc, hóa ra trận chiến ban nãy vẫn chỉ là ảo cảnh. Uyên Vương chưa từng đứng dậy, chẳng biết từ khi nào mà hắn đã rơi vào trong ảo mộng của đối phương, thậm chí không chỉ một tầng. Uyên Vương cũng cảm thấy hắn có bản lĩnh. Cô không muốn đánh nhau như hai vị vương trước đó, cái cô muốn là xem ý chí của hắn mạnh như thế nào. Uyên Vương nhắc nhở hắn rằng dù sau này có thành vương hay không thì thiên thần vĩnh viễn là kẻ địch của hắn. La Hầu bước ra ngoài dưới sự vui sướng của hai cha con quản sự, điều này đồng nghĩa rằng sức mạnh của hắn đã được công nhận. Tuy nhiên, La Hầu lại tự biết sự chênh lệch của mình và ba vị vương nên đã chọn cách khiêu chiến liên tục và không ngừng để gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Hắn khiêu chiến tất cả đấu sĩ dưới trướng Tam Vương, dùng sức một mình đấu với mấy chục đấu sĩ. Chưa kịp để cho bọn họ ra tay thì đã bị La Hầu chém rụng, thực lực cũng quá mạnh rồi. Đến đây thì không còn ai ý kiến nữa, La Hầu chính thức được phong vương, lấy danh hiệu là Cuồng Vương. Trong thời gian Atula xuất hiện vị tân vương trẻ tuổi thì thiên giới cũng xuất hiện thiên tài trẻ tuổi. Một trong số đó là Như Lai, danh hiệu tôn giả. Tất cả kim giáp thiên binh của thiên cung đều không nỡ đổi một chiều. Đột nhiên lúc này, Đế Thích Thiên cho triệu tập tất cả chúng thần đến Ngọc Hư Điện để bàn bạc về chuyện thảo phạt Atula. Đế Thích Thiên bước ra ngoài thông báo, sở thần dụ của thiên cung ở thế gian vừa bị Atula tập kích. Chỉ duy nhất một cô bé còn sống sót. Hành động tàn bạo này của Atula làm cho chúng thần đều tức giận. Đế Thích Thiên muốn giải quyết một trận cho sạch sẽ. Đã đến lúc kết thúc những chuyện này rồi. Thế là Đế Thích Thiên tuyên bố phát động trận chiến thảo phạt Atula. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải quét sạch đám dị loại này, trả lại yên bình cho chúng sinh. Như Lai tôn giả cảm thấy Atula rất mạnh, muốn thắng trận chiến này thì thiên cung sẽ phải bỏ ra cái giá rất lớn. Thiên giới sẽ hao binh tổn tướng, qua vạn năm cũng khó mà khôi phục lại. Cùng lúc này, La Hầu cũng muốn tìm một nơi ở mới, hắn triệu tập tất cả đấu sĩ cùng nhau di chuyển đi khai hoang. Đích đến là Thiên Vũ Sơn, lãnh địa của Long tộc. Vừa mới đi đến Thiên Vũ Sơn thì sấm sét đã vang lên liên hồi. Chim chóc bay tứ tung, La Hầu hô hào các đấu sĩ mau chóng di chuyển. Đoàn người vừa mới đi ra khỏi rừng rậm thì bầu trời đã sáng rực lên, thiên thần đã đến. Nhiều thân ảnh khổng lồ đột nhiên lao từ trên tầng mây xuống dưới, bọn họ là Chấn Thiên Đồng Nhân, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, mỗi một người đều cầm trên tay một cái cột trụ giáng mạnh xuống đất tạo ra dư chấn khủng khiếp. Ngay sau đó là vô số quả cầu lửa giáng xuống lãnh địa của Atula, giết chết vô số người. Ba vị vương nhanh chóng có mặt. Bọn họ hoàn toàn không e ngại thiên thần, thậm chí còn muốn gặp gỡ thiên thần để trao đổi chiêu thức. Các quả cầu lửa giáng xuống như mưa, Long tộc ở gần đó cũng bị vạ lây. Vì tấn công quá bất ngờ nên bọn họ không kịp sơ tán. Điều này làm cho Long Vương cực kỳ phẫn nộ. Ông lên tiếng chỉ trích Như Lai lẫn thiên thần. Như Lai cũng cố gắng giúp đỡ bọn họ sơ tán. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa thì hắn cũng rời đi. Ở chiến trường, Chấn Thiên Đồng Nhân liên tục tung nắm đấm vào cọc trụ. Dư chấn va chạm bạo phát ra xung quanh khiến đám đấu sĩ Atula ngã ngửa. La Hầu cầm đao đến giao thủ với hai tên Chấn Thiên Đồng Nhân. Dù bọn họ có cơ thể mình đồng da sắt, thì dưới sức mạnh của La Hầu vẫn chịu thua. Chỉ với vài đường đao, cả hai tên người kim loại đã bị chém cụt đầu. Tuy nhiên bọn họ lại không chết. Các bộ phận bị chém đứt nhanh chóng hợp lại thành hoàn chỉnh. Điều này làm cho La Hầu vô cùng bất ngờ. Sau khi sử dụng đấu thần chỉ nhãn quan sát, hắn mới phát hiện bên trong cơ thể người khổng lồ kim loại có người điều khiển. Biết được điểm yếu của kẻ địch, hắn cầm đao lao đến chém một kích xuyên ngực bọn chúng.
người điều khiển đã bị tiêu diệt, người kim loại khổng lồ cũng ngã xuống, rất nhanh đã xử lý được 3 tên. Tuy nhiên, những chấn thiên đồng nhân này chỉ là quân đội đi đầu để trấn nhiếp mà thôi. Đợt công kích này chỉ là mở đường cho thiên quân sắp đến. Vừa dứt lời thì 3 cái bậc thang màu vàng đã hiện ra. Bậc thang này chính là Hoàng Kim Đại Đạo, thiên binh ồ ạt lao xuống, khí thế vô cùng khủng khiếp. Đối mặt với đại quân thiên thần, La Hầu lập tức cầm đao xông lên, các đấu sĩ Atula nhanh chóng hô hào tiến lên tiêu diệt thiên thần. Hai bên đều muốn tiễn đối thủ xuống địa ngục. Một trận hỗn chiến xảy ra, La Hầu chỉ cần vung vài đòn đã tiễn vô số thiên binh về đất mẹ. Điều này làm cho hắn cũng khinh thường. Tinh nhuệ thần binh gì chứ, ngay cả một đòn cũng không đỡ được. Các thiên binh vẫn liên tục lao đến, nhưng bọn họ xông đến bao nhiêu đều bị chém rụng bấy nhiêu. Được đài chiến thắng, La Hầu hô hào các đấu sĩ xông lên giết sạch thiên thần. Lại một trận hỗn chiến nữa xảy ra. Như Lai nhanh chóng đi tới chiến trường. Vì kiếp trước đã chết dưới tay bọn chúng nên lần này hắn sẽ toàn lực đối phó. Sau khi hạ đao ván nhiều tên đấu sĩ Atula thì Như Lai và La Hầu cũng gặp nhau. Cả hai nhìn nhau đầy chiến ý. Điều nằm ngoài dữ liệu của La Hầu là đấu thần chỉ nhãn của hắn không thể nhìn thấu được Như Lai. Từ điều này liền có thể thấy tu vi của Như Lai hoàn toàn không thấp hơn hắn. La Hầu cầm đao bổ về phía đối thủ, đòn công kích vô cùng mạnh mẽ, bị chém trúng thì chỉ có tàn xác. Như Lai vội tránh né, sau đó sử dụng thần lực để ngăn cản. Một bên chiến đấu theo cách hổ báo, bên còn lại thì dựa vào kỹ năng. Như Lai dễ dàng ngăn cản và đánh cho La Hầu bay vào vách đá. Đến đây thì cuộc chiến tạm thời dừng lại, hai bên cùng nhau trao hỏi vài lời. Như Lai cho rằng muốn giải quyết vấn đề xung đột không nhất định phải dựa vào chiến tranh. Tuy nhiên La Hầu thì lại có suy nghĩ khác. Ân oán giữa thiên thần và Atula đã kéo dài từ thời đại tiên tổ đến nay, thời gian đã trên vạn năm. Dù là lúc trước hay bây giờ thì thiên thần đều muốn đuổi tận giết tuyệt các Atula. Nên là hắn không muốn nói nhiều lời thêm nữa. Không thể dùng lời để hòa giải, hai bên lại lao vào nhau chiến đấu. La Hầu vùng đào tấn công liên tục, Như Lai chỉ tránh né rồi tìm cơ hội phản công. La Hầu bị hai trường lực đánh vào người, cơ thể bay lên trên Hoàng Kim Đại Đạo. Như Lai cũng bay lên rồi ra dấu hiệu khiêu khích. Hành động này khiến cho hắn thêm phẫn nộ. Hắn lao đến đánh cận chiến nhưng tất cả chiêu thức đều bị Như Lai nhìn thấu và dễ dàng ngăn cản. Thế trận hoàn toàn nghiêng về Như Lai, thậm chí La Hầu còn chưa phản công được lần nào. Ngược lại La Hầu liên tiếp bị đánh cho bầm dập. Cuộc chiến quá khốc liệt, Hoàng Kim Đại Đạo cũng bị đánh thủng một chỗ. La Hầu bị đánh rơi xuống dưới, Như Lai ngừng tụ sức mạnh vào bàn tay rồi lao xuống theo định tung ra một chưởng. La Hầu vội triệu hồi thanh đao đến ngăn cản, đẩy lùi đối thủ. Nhân cơ hội này, hắn lập tức lao đến phản công, ép cho Như Lai rơi như sao băng xuống đất. Hắn cầm vũ khí lao xuống dưới, Như Lai cũng sử dụng ra thần kỹ, huyễn hóa ra vô số nhánh cây ngăn cản, nhưng không thể nào ngăn cản được thế công của La Hầu. Như Lai buộc phải sử dụng đến bất diệt kim thân để ngăn cản, đánh bay đối thủ. Nếu như không có bất diệt kim thân, một đòn vừa rồi có thể khiến bất cứ kẻ nào trúng chiêu phải trọng thương nặng. La Hầu không ngờ giao thủ với Như Lai lại thú vị như vậy. Đây là đối thủ đáng gờm mà hắn từng gặp. Nhưng mà hắn vẫn không từ bỏ. Hắn đứng dậy, cơ thể thiêu đốt đấu hồn đến cực hạn, sau đó xông lên tấn công. Như Lai dùng tay không đỡ đau, phản công đấm một cú cực mạnh vào vai khiến La Hầu cũng bị chặt xương khớp. Hắn nhanh chóng khôi phục lại rồi tiếp tục lao lên tấn công điên cuồng. Dù liên tục bị ăn đòn thì hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Kết quả cho sự cố chấp này là bị quật cho túi bụi, cơ thể nằm ngã ngửa dưới đất. Lúc này trên người hắn đã có vô số vết thương cũ lẫn vết thương mới đều bị xé mở, mà Như Lai thì vẫn thong dong. Tiếc rằng La Hầu lại là người không biết hai chữ bỏ cuộc, hắn vực dậy rồi lại xông lên chiến đấu. Như Lai sử dụng ra thần kỹ, ngưng tụ thân ảnh kim thân khổng lồ rồi tung ra cú đấm hướng thẳng về phía đối thủ. La Hầu cũng tung ra tuyệt kỹ, sức mạnh hóa thành một cái đầu lâu khổng lồ, đầu lâu hóa thành sợi xích khống chế kim thân lại. La Hầu thừa cơ hội này lao đến bổ một kích khủng khiếp vào đầu thân ảnh khổng lồ. Sức mạnh của hắn quá khủng khiếp, kim thân bên ngoài bị phá tan. Chưa để cho Như Lai kịp thời phản ứng thì hắn đã bổ ra đòn thứ hai đánh nứt bất diệt kim thân khiến Như Lai bị thương. Như Lai xoay sở phản công, sức mạnh cuồn cuộn ngưng tụ vào nắm đấm rồi tặng cho La Hầu một đấm vào ngực. La Hầu gắng gượng phản kích bằng một bổ giáng về phía Như Lai. Một vụ nổ khủng khiếp xảy ra, dư chấn lan ra xung quanh khiến cuộc chiến phải tạm dừng lại. Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía bầu trời. Thân ảnh hai người rơi xuống, cả hai đều bất tỉnh nhân sự. Long Vương đột nhiên xuất hiện đỡ lấy Như Lai, còn La Hầu thì một mực rơi tự do xuống đất. Các đấu sĩ Atula lập tức dương cung bắn tên về phía Long Vương. Long Vương biết tình hình không ổn nên chuồn là thượng sách.
Tin tức cuồng Vương La Hầu và Như Lai Tôn Giả đánh nhau đến lưỡng bại câu thương nhanh chóng được bẩm báo đến cho Đế Thích Thiền. Đế Thích Thiền cảm thấy đây là một cơ hội tốt để thừa thắng xông lên, cho nên lập tức truyền lệnh xuống để chuẩn bị chiến thuyền. Lần này ông muốn đích thân xuất chiến. Chiến trường dưới mặt đất vẫn kịch liệt. Các đấu sĩ Atula vừa chiếm được lợi thế thì đã phải tái mặt vì sự xuất hiện của nhiều chiến thuyền. Đây là chiếc chiến thuyền Hoàng Kim, bọn họ vừa nhìn liền biết ý đồ của thiên thần. La Hầu thì vẫn nằm bất tỉnh dưới đất. Dưới sự thúc giục của cô gái, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại. Cánh tay cầm chặt thanh đao, chiến ý bùng cháy. Lần này hắn thực sự phẫn nộ rồi. Chưa để cho cuộc chiến nổ ra thì tập phim đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.